Ngọc Dung xin kính chào quý khán thính giả đến với câu chuyện trong tuần. Kính mời quý vị theo dõi. Hạt gạo làng ta và gia tài của Max do tác giả tưởng năng tiến. Học thuyết Max sẽ để lại gì trên đất nước Việt Nam? Có chút tương lai nào cho học thuyết đó? Nói rộng ra, tương lai nào sau khi độc tài toàn trị chấm dứt? giáo sư Đỗ Mạnh Tri. Tôi cứ nhìn hai bức ảnh trên trang Facebook của nhà báo Huỳnh Ngọc Tranh, cùng với lời bình của ông. Cái này không phải do các do khác nhau vùng miền, mà khác nhau do sống với cộng sản lâu hay mau. Giống như người hoa lục với hoa Hồng Kông. Tất cả đều do giáo dục mà ra, mà không khỏi có đôi chút băn khoăn ngoài việc cầm bút huỳnh ngọc trinh còn có thời gian dài cầm phấn nên nhận định thượng dẫn hẳn rất khó sai nhưng tôi e rằng vẫn chưa đủ cùng với giáo dục theo thiền ý kinh nghiệm sống của mỗi cá nhân chắc chắn cũng ảnh hưởng ít nhiều đến cách ứng xử của từng người nhà văn đỗ hoàng diệu tâm sự xem những bức ảnh tôi không suy luận không kết luận người nam ý thức người bắc tham lam tôi chỉ thấy họ đói họ đang đói cái đói làm họ sợ hơn sợ virus nên chen lấn rằng coi nhau chúc máy nhà gạo bạn không bao giờ hiểu được cảm giác đó vì bạn nằm trong biên chế nhà nước thế nào lương cũng không bị cắt bạn không thể nào hiểu nổi nỗi lo ngày lo đêm trong cơn bĩ cực của người nghèo khó nó đau đến mức nào cả thể xác lẫn tinh thần khi tài khoản tiết kiệm của bạn đủ tiền để mua cá mua thịt chữ đầy tủ lạnh và trả tiền internet cho việc tải về các bộ phim ưa thích tôi hiểu cái đói cái nghèo không làm gì ra tiền nó kinh khủng tới mức nào Không gì diễn tả nổi Nó tàn phá mọi giá trị Nền kinh tế đóng băng Nhiều trung lưu vỡ nợ Nhiều người nghèo đang đói Rất đói Khắp mọi miền Việt Nam Tôi thương họ Như đã từng bất lực thương bố mẹ Anh chị Thương mình những năm 80 Chuyện gì xảy ra vào những năm 80 hay trước đó. Xin nghe thêm một câu chuyện nhỏ từ một nhà văn khác. Sắp đến ngày kỷ niệm Quốc Khánh mùng 2 tháng 9, cả Hà Nội bừng sáng trong rừng khẩu hiệu và cờ hoa, nơi các cửa hàng thịt cá mậu dịch, người ta niêm yết trên bảng thông trên bảng thông cáo các ô sổ phụ của phiếu thực phẩm tháng 9 bán cá bể. Mỗi hộ được mua 2 ký cá ngoài tiêu chuẩn để ăn mừng quốc khánh. Cá bể chưa về. Thế mà có mấy người trầu trực sắp hàng từ 5 giờ sáng. Trời vào thu rồi mà vẫn nóng. Đám người chờ mùa đông đặc không ra hàng lối gì. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Vừa lúc đó thốt nhiên bên kia đường bật lên tiếng reo lớn. Cá về! Cá về! Lúc đó thì không còn hàng lối gì nữa. Mọi người chen chúc, xô so đẩy nhau, ý ơi gọi nhau. Từng lớp sóng người dồn lên rồi lại dạt xuống, khiến không còn chỗ cho những bà mậu dịch viễn đồ hàng. Thế là lại phải giải thích cho mọi người lùi lại nhường cho một khoảng trống có đến hai mươi phút sau cá mới được đổ xuống vỉa hè, chả cần thâu chậu gì ráo và lũ ruồi đánh hơi mới tài làm sao chỉ loáng một cái chúng đã kéo đến hàng đàn bám đen lên đóng cá tôi không đủ can đảm để giữ tư cách nữa cứ thế mà chen đẩy theo sức lực của mình đứng trước tôi là một thằng bé không hiểu bằng cách nào mà len lỏi tới trước được. Nhưng cũng khổ cho nó, mỗi khi đợt xô đẩy dồn tới là nó lại bị đè ngã vào đống cá. Thế Giang, Lộc Thánh, Thằng Người Có Đuôi, Costa Mesa, Người Việt, 1987, 119 và 123 trận đói khốc liệt 1945 và nạn đói góp kéo dài đến vài thập niên mãi cho đến thời kỳ đổi mới khiến người dân miền Bắc phải chịu đựng mọi thiếu hụt lâu hơn dân chúng miền Nam và chắc vì thế nên tâm thức cũng bất an hơn theo như suy luận của nhà văn Võ Đắc Danh Người dân xứ tôi có lẽ chỉ chịu những cú đánh vào bao tử mới 15 năm nên chưa bị xoáy mòn nhân cách. Chưa thành di chứng, sự hào phóng chưa biến mất bởi nó được tích lũy gần 300 năm ưu đãi của thiên nhiên. Đọc mấy câu phán của anh Huỳnh Ngọc Tranh, tôi tự hỏi nếu cái chủ nghĩa xã hội quái thai còn kéo dài ở miền Nam cho tới bây giờ. Liệu chúng ta có được bức ảnh người Sài Gòn xếp hàng trật tự với khoảng cách 2 mét trước cái máy ATM gạo để chúng ta so sánh với người Hà Nội hay không? Câu hỏi này lại khiến tôi lại trộm nghĩ thêm rằng, nếu thay được những lời lẽ kỳ thị hay miệt thị giữa cơn đại dịch và giữa lúc biển đảo đang mất dần dần, bằng ánh mắt bao dung bằng ngôn từ hòa thuận cùng với tấm lòng nhân ái thì quan hệ vùng miền nam bắc chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn và cũng vững mạnh hơn nhiều khi đất nước đang đối diện với nạn ngoại xâm chả những thế tự thâm tâm tôi còn thành thật tin rằng dân việt hiện nay thuộc bất cứ thế hệ nào đang sinh sống bất cứ nơi nào cũng đều vướng phải ít nhiều thương tật và cũng đều đáng thương hơn đáng trách. Tôi sống tha hương gần hết đời mình nên kinh nghiệm về xã hội chủ nghĩa xếp hàng cả ngày. Không được phong phú lắm. Dù thế, chuyện xô đẩy hay chen lấn thì cũng chẳng lạ lùng gì. Chừng hơn 10 năm trước có hôm Tôi dừng xe trước một tiệm giò chả Việt Nam nổi tiếng ở miền Bắc California. Rồi bảo đứa con gái út. Từ nay con tự mua thức ăn lấy nhá. Cháu đã học qua năm, năm tiếng Việt. Và mỗi sáng chủ nhật hàng tuần đã được nuôi dạy cả chục năm trong một gia đình mà cả bố lẫn mẹ đều ngọng ngịu tiếng Anh. Nên cả nhà chỉ nói thuần tiếng Việt. Tôi tin là nó đã đủ khả năng giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ để có thể mua sắm lặt vặt cho chính bản thân. Vài phút sau, con bé bước ra khỏi tiệm, tay không và mặt đó bừng bừng. Con ghét người Việt Nam. Con không thích họ tí nào. I hate Vietnamese. I don't like them at all. Về giận dữ của cháu khiến tôi ái ngại. Chuyện gì vậy con? Con Đức xếp hàng, nhưng mấy người đến sau cứ chen lên trước nên đợi mãi cũng trả đến lượt mình. Con tôi chào đời ở Hoa Kỳ, nên không biết rằng khách hàng trong tiệm này, ông bà, cô dì, chú bác, phần lớn cũng y như bố nó, đều là thuyền nhân. Họ đã bán tống bán tháo hoặc dâng hiến hết cả tài sản để bỏ của chạy lấy người. Tất cả đâm sầm ra biển, xô đẩy chen lấn và sẵn sàng đạp lên nhau nếu cần. Với ước mong duy nhất là có thể giành được một chỗ trên một con thuyền ọp ẹp hay mong manh nào đó, kẻ nhanh chân chưa chắc đã sống sót đến bờ. Nhưng người kẻ chậm thì chắc chết, chết chắc vì tù tội và tán ra bại sản kinh nghiệm hãi hùng này vẫn còn in đậm trong tâm trí và cách hành xử của rất nhiều người tị nạn cộng sản nên cứ thấy đám đông là họ chen ngay cứ như một phản xạ tự nhiên dù chỉ để mua vài ổ bánh mì hay mấy cây trả lụa chính tôi cũng thế cũng đã năm lần bảy lượt chứ chả ít ỏi gì vượt đèn vàng hay len lách trên xa lộ một cách hoàn toàn vô thức và vô cùng ngu xuẩn dù chả có chuyện gì đến nỗi phải vội vàng đến thế nhìn gương mặt đỏ au và nghe giọng nói uất ức của con mà không những tôi chợt nhớ đến một câu nói khó quên của giáo sư Đỗ Mạnh Tri rồi chế độ toàn trị sẽ chấm dứt tại Việt Nam nhưng người Việt Nam không thể xây dựng đất nước bằng cách phủ định thực tại Việt Nam. Trong thực tại ấy có mạng. Mà di sản của Mark để lại ở đất nước này nào có phải chỉ giới hạn trong chuyện tranh giành hay chen lấn di lụy của xã hội chủ nghĩa xã hội còn là vô số những thứ bệnh tật kinh niên khác nữa chèn ép hiếp đáp trù dập phe cánh chạy trọt luồn lọt lươn lẹo lừa lọc tham lam gian xảo trộm cắp rình rập soi mói tí tiện hèn hạ huynh hoang hợm hĩnh hung bạo quác lác tục tần trơ chẽn cháo trở ích kỷ, dối trá, vô trách nhiệm, vô văn hóa, vô giáo dục, vô liêm sĩ. Chúng ta chỉ cần vài thập niên để có thể tạo dựng là một nền kinh tế lành mạnh và hiệu quả, nhưng e sẽ mất đến đôi ba thế hệ mới loại bỏ dần được những thói hư và tật xấu vừa nêu. Vấn đề không chỉ đòi hỏi thời gian mà còn cần đến sự nhẫn nại, bao dung và thông cảm, lẫn thương cảm nữa. Nếu không thì dân tộc này vẫn sẽ tiếp tục bước hết từ bi kịch sang bi kịch khác, cho dù chế độ toàn trị hay nguy cơ bị trị không còn. Kính thưa quý khán thính giả, câu chuyện trong tuần đến đây xin tạm chấm dứt. Ngọc Dung xin kính chúc quý vị một ngày an lành và hạnh phúc chúc cho quý vị được thoát quả tất cả chúng ta hãy cầu nguyện cho toàn thế giới được thoát qua trong khủng hoảng của nạn corona virus này kính chúc quý vị một ngày bình an